Ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, nhiều người biết anh Đinh Ngọc Khương là gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền. Nhiều năm trước, anh hợp đồng nuôi gia công gà cho công ty nước ngoài, nhưng sau nhiều năm làm, rút kinh nghiệm cho bản thân, anh quyết định bỏ vốn làm chuông trại từ làm chủ. Ban đầu anh chỉ đủ vốn làm hai trang trại lá với tổng đàn là 20.000 con. Năm 2014, anh làm thêm 4 trại, Hai năm sau thêm 3 trại. Và vào năm 2017, làm thêm 3 trại. Khi đã tích lũy đủ vốn và kinh nghiệm chăn nuôi, anh lại muốn tự chủ về con giống nên lại xây dựng phòng ấp công suất cao với công suất 600.000 con gà giống một tháng. Khi đã có thể tự ấp nở con giống thành công, anh Khương không ngại trao đổi, bàn thảo và giao dịch với bà con nuôi gia cầm ở huyện, đi xa hơn ra khỏi địa bàn Phú Giáo, về Dầu Tiến, lên Bình Phước, rồi qua Tây Ninh, Đắk Nông, Bình Thuận, Đồng Nai để cung cấp gà giống, thu mua gà thương phẩm cho bà con nông dân. Những năm gần đây, anh Khương lại chuyển sang đầu tư chăn nuôi gà trại lạnh có ứng dụng công nghệ để giảm thiểu rủi ro, hạn chế ô nhiễm và khai thác hiệu quả sản lượng đàn. Đàn gà bố mẹ hiện nay của trại nhà anh Khương tầm trên dưới 40.000 con, thêm 30.000 con gà hậu bị, với công suất ấp giống của trang trại này là từ 550 đến 600.000 con và khả năng cung ứng nguồn giống tốt cho các trang trại gia công, doanh thu mỗi năm của trang trại có thể thu hơn trăm tỷ. Trại chăn nuôi gia cầm nên anh Khương rất chú trọng vệ sinh phòng dịch. Toàn bộ trại nằm cách xa khu dân cư, xe ra vào được khử khuẩn sát trùng đúng quy định, đàn vật nuôi được nuôi trong trại kính, ứng dụng công nghệ với máy làm mát, cho ăn, uống tự động. Các trang trại hợp đồng nuôi gia công cho anh Khương cũng bắt buộc thực hiện chăn nuôi theo quy trình để đảm bảo an toàn phòng dịch cũng như đạt chất lượng sản phẩm như yêu cầu. Đi tham quan cái trang trại của mình thì em thấy hoàn toàn là đầu tư trại lạnh, đầu tư công nghệ. Thì vì sao mình lại quyết định bỏ một số vốn rất là lớn để cho phát triển cái cái ngành nghề của mình theo cái hướng hiện đại như vậy? Thì mình làm những cái mô hình mà trại hở thì con gà nó hay bị dịch bệnh. Thứ nhất vậy, thứ hai nữa là mình đầu tư ra được khoảng 3 năm đã bắt đầu mình phải sửa chữa chuồng trại. Rồi tiếp theo nữa thì là nuôi thì nó phải nhiều công hơn rồi nó dài ngày hơn. Từ đó đi thì tôi cũng mạnh dạn mà chuyển sang là cái công nghệ mà làm những cái trại lạnh này để nuôi. Thứ nhất là nó bảo đảm ở cái môi trường. Cái thứ hai nữa là cũng như cái cái, cái số lượng công nhân nuôi thì nó giảm, nó giảm được khoảng 70% vấn đề công nhân trong vấn đề đó. Rồi cũng như cái con gà mình nuôi ra thì mình lấy cái trứng để mình đưa vào mình ấp á, thì nó cũng chất lượng rất là nhiều từ đó đi thì tôi quyết định là tôi mới chuyển sang mà làm cái công trình mà trại lạnh này để mà 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 có con giống để cung cấp ra thị trường và cho người ta nuôi gia công à, thì từ khi mà tôi mà có con giống để cung cấp ra ngoài thị trường và để cho bà con nuôi gia công á thì cũng như là thấy trên thị trường hoặc bà con đó là ai hoặc người ta cũng là khen mà người ta cũng nói là con giống của mình là chất lượng tốt